Chào mọi người, hãy cùng khám phá đám cưới độc đáo của thầy giáo Trần Hữu Phú tại Bến Tre. Cặp đôi này đã tổ chức một đám cưới theo phong cách Nam Bộ xưa khiến dân mạng mê mẩn. Cô dâu diện áo dài đỏ, đội nón cụ quai cung, chú rể mặc áo dài khăn đóng. Đoàn rước dâu và quan khách cũng diện trang phục truyền thống. Tất cả tạo nên một không gian đậm chất văn hóa Nam Bộ. Anh Phú, sinh năm 1995, chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã mơ ước tổ chức đám cưới theo lời kể của ông nội, một nhà nho. Sau hơn 20 năm, anh đã biến giấc mơ thành hiện thực khi gặp người bạn đời cùng yêu thích văn hóa xưa. Cặp đôi chuẩn bị đám cưới hơn 1 năm rưỡi, từ thiết kế tiệc cưới, cắm hoa kiểu đuôi công và mâm trái cây đậm chất Nam Bộ.